xin chào tất cả mọi người. Thì có rất nhiều bạn hay hỏi Thảo là làm sao để Thảo luôn giữ được cái vóc dáng cũng như là cái làn da như hồi còn tin. Mặc dù bây giờ thì cũng đã thuộc gọi là có tuổi rồi. Thì hôm nay Thảo sẽ chia sẻ cái bí quyết của Thảo cho tất cả mọi người. Đó chính là bộ đôi mỹ nhân hoàng cung ha. Thì sở thích của Thảo đó chính là uống phấn hoa hoàng cung. Thảo vừa mới pha nha. Và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, đối với phấn hoa hoàng cung thì mình sẽ pha với lại nước nóng 70 độ. Còn mỹ nhân hoàng cung là sẽ pha với nước nóng 40 độ ha. Ngoài để uống ra thì Thảo còn sử dụng mỹ nhân hoàng cung để đắp mặt nạ ha. Sẽ giúp cho da mình giảm nám, thâm mụn, tàn nhang nè. Và nuôi dưỡng từ sâu bên trong da luôn. Bây giờ Thảo sẽ thư giãn và chuẩn bị đi ngủ. Chúc tất cả mọi người luôn có một sắc đẹp không tuổi giống như Thảo nha.